Em test bộ âm thanh gồm âm đi Pioneer i5, đầu CD Sony E500 với đôi loa Boxell Kenwood RS11. Giá cả bộ này mua cả bộ là 5 triệu đồng. Đấy, nhưng mà mua lẻ thì là giá khác. Không được giá toàn bộ là hàng bãi rất là mới đi nguyên bản. Thức giấc nửa đêm, nhớ chuyện xưa vào.